Hey, một gấp xong. Hey, hai gấp xong. Hey, ba gấp xong. Hey, bốn gấp xong. Hey, năm gấp xong. Lâu quá. Hey, gấp hết xong. Trời ơi, hai thằng này nó làm cái gì vậy trời? Cái lê ông nội đó, lê. Ê, ồn ào. Sao con nói gì, con nói tới ba của ba luôn vậy? Xin lỗi ba. Ngủ nghe gì được. Mệt. Ồn ào, đọc báo không ổn. Ngon quá. Cái thằng này. Thôi, trời. Nó ăn đi. Trời đất ơi là trời. Ông muốn ăn nữa tôi lấy cho ông ăn. Loạn lên. Nhà thì hết kỷ cương trật tự gì hết cho cái trời rồi. Thế đó. Phải lấp lại trật tự kỷ cương thôi. Dậy, dậy, dậy. Tập bom, lên lên. Ba. Dậy dậy. Xuống phòng hết tập trung. Đây. Thằng Phúc. Thằng Phúc đó rồi. Cái gì vậy ba? Vô này tới hết tập hợp hợp. Nè, đồ con nè. Quần nè, áo nè. Được coi đúng không? Đúng, đúng rồi. Số 3. Chuyện gì vậy ba? Hả? Chuyện gì vậy? Trời đất ơi, là phải đi tập thể dục bắt đầu từ hôm nay. Mỗi sáng chủ nhật, tất cả phải mặc đồng phục đi đi tập thể dục, nghe chưa? Tất cả có 5 phút thay đồ thật nhanh rồi ra ngoài chạy bộ. Gì vậy ba? Chuyện cái gì? Bây á, tối ngày cái đừng người ích kỷ, người thì gây lộn, người thì sùm. Tất cả bây giờ, mỗi sáng chủ nhật đều phải mặc đồng phục rồi đi tập thể dục, nghe chưa? Nhưng mà nội ơi, mình nó... Mày nói gì? Ba, một tuần có ngày để nghỉ à. Ba bắt tụi con vậy, tội nghiệp tụi con chứ ba. Không có nói nhiều. Đúng rồi nội, mà đâu phải nhất thiết phải tập thể dục là phải mặc mấy cái đồ này. Cắm miệng. Tất cả phải chấp hành, hiểu chưa? Đi thay đồ không? Trời ơi, buồn ngủ không cho ngủ luôn á, thiệt. Đi đi. Mọi người ơi, xuống ăn sáng. Nghĩa ơi, ông hay quá, ông đúng là cao thủ ha. Ông huấn luyện sao mà tôi tưởng tôi đang ở trong doanh trại quân đội. Thôi chúc mọi người ăn sáng vui vẻ ha. Tân binh. Chị nuôi nói nhiều. Chưa làm xong mà thấy ai cũng cười hết kìa. Mình mặc đồ ra ngoài đường á, chắc ta hốt mình đi luôn ba. Sao vậy? Thì người ta tưởng mình không bình thường đó ba. Tất cả phải đi vào tôn ti trật tự, không như trước đây được, hiểu chưa? Dạ. 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 Nhất là số 3 và số 5 phải luôn luôn tỏ ra tôn trọng số 2 và số 4. Ba thật là anh minh. Anh cái con ông. Chưa nói tới ông đó, ông phải biết tôn trọng số 1, hiểu chưa? Con lúc nào cũng thương số 1 và số 0. Cái gì vậy? Ăn cũng phải có tôn trọng trật tự. Bao giờ số 1 ăn, số 2 ăn rồi mới được số 3 ăn. Nhưng bao giờ ăn đi ba, đói bụng quá ba. Từ từ, đói bụng quá. Tôi chưa cầm đũa, tại sao cầm đũa, tại sao cầm đũa? Bỗng gấp.
xong. Hai gấp xong. Ba gấp xong. Bốn gấp xong. Năm gấp xong. Hey, một gấp xong. Hey, hai gấp xong. Hey, ba gấp xong. Hey, bốn gấp xong. Hey, năm gấp xong. Lâu quá. Hey, gấp hết xong. Mừng lại. Gì mà đứng không có hàng lối gì, quế quải quá. Tập hợp nè. Số 1. Số 2. Số 3. Số 4. Năm hết. Số 3. Stop. Ai? Trời đất ơi. Lập cho một cây bây giờ. Số 4, số 5 muốn ăn đòn hả? Bây giờ tất cả tập theo tôi. Ai không làm đúng cái động tác tôi gõ vào đầu nha. 1 2 3 4 5 4. Tốt. 5 6 7 8. Tốt. Để bởi con. Bữa nay tập sao rồi ba? Nè, bể chén bể. Quá vui. Trời đất ơi, sướng quá trời quá đất. Đi ngoài đường biết bao nhiêu người nhìn với con mắt canh tị. Nhất nhà ông Khai Quý đó, có hai đứa gái nhìn ghen tị thấy rõ luôn. Tôi thấy trong cái vụ này cái mình ông là thích nhất chứ không có ai thích hết trơn. Gì vậy? Thôi mọi người ăn cơm nha, con còn có chuyện con làm nữa. Ăn cơm nha. Phúc. Gì nữa anh hai? Xuống dưới gặp số 1, họp mặt mừng ngày thành lập đội. Trời anh hai, anh hai không cảm thấy mệt đó anh hai. Anh hai là số 2, anh hai có quyền, anh hai phải lên tiếng đi anh hai. Số 2 không có quyền lên tiếng đâu, số 3 phải thông cảm cho số 2. Trong cái gia đình này, trong mọi quyết định, số 1 là người quyết định hết. Nhanh, số 3 đi. Anh đi trước đi. Nhanh, số 3 đi. Thì anh thích đi, anh đi đi. Số 2 xuống đó trước, số 2, số 1, đợi số 3. Biết sợ rồi đó hả? Dạ dĩ nhiên là sợ rồi ba. Vô ăn đi. Giận mặt với ba. Kiểm danh nè. 1 2 3 4 5. Ai kêu tôi đó? Có tôi đây. Trời ai kêu bà? Ta đếm số cho ai kêu bà. À dạ. Tự kêu tôi. Mẹ vui quá. Đếm cái gì mày la thì muốn bể cái nhà vậy? Bất mãn hả? Để con đếm lại. No. Cái gì vậy? Cái gì mà siêu dữ vậy? Chứ giờ sung nội cũng chịu, siêu nội cũng chịu, nội muốn con phải sao? Vừa phải trung bình hai cái đó thôi. 5. Dạ. 5. Buồn quá, thôi kệ chấp nhận. Nào, lên đường. Bụp, bụp. Mọi người đi